Vâng, chào anh chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì em Trung cũng cập nhật và tổng hợp những cái mẫu xe trên cửa hàng, và đặc biệt thêm nữa là chỉ với 100 triệu thôi. Đó là anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe đẹp, đời cao, của anh chị nhé. Thì ngày hôm nay thì anh chị cùng theo chân em Trung cập nhật vài cái mẫu xe trên cửa hàng. Đây thì anh chị đang thấy đằng bên đây. Nếu mà anh chị nào muốn sở thích, muốn đam mê, đó, chẳng hạn như là sức mạnh, đó, vẻ đẹp, đó con chị, thể thao, đó con chị nha, quan tâm cái mẫu xe Hyundai Galaxy này đời 2009 2.0 turbo của anh chị nha, liên hệ em Trung. Phải nói là giá phải nói là siêu rẻ dành cho cô chú anh chị. Nếu chẳng hạn như cái xe này anh chị về để mà đi đám cưới này, à, chẳng hạn như những anh thanh niên hoặc là những chị gái mà đang còn trẻ tuổi, nếu mà để đi cái xe này thì phải nói là hot, hòn hòt rồi quý anh chị. Thì ngày hôm nay thì anh chị cùng theo chân em Trung chiêm ngưỡng một vẻ đẹp của em nó, một em Hyundai Galaxy nhập khẩu đời 2009 2.0 turbo, chạy phải nói là rất là mạnh mẽ luôn. Thì cái dòng này em nó là xe thể thao quý anh chị, đăng kiểm vừa khám tất cả cái thì anh chị đang thấy được cái bộ mâm rất đáng yêu chưa, con heo Rimbo. Và tiếp tục quý anh chị, màu trắng rất dễ thương, nhưng mà cái bộ tem này nó hơi dơ quý anh chị nha. Đây thì theo thời gian và năm tháng anh chị này, đất cát, nhưng cái bộ tem này em Trung sẽ lột nó ra cho nó đẹp lại quý anh chị, chứ để nhìn vậy nó bẩn quá, gọi là quá bẩn. Đây form dáng thì từ đằng trước ra đằng sau anh chị đang thấy cái xe này anh chị đâu, em nó được lên cái đèn, nhưng mà xe này thì đèn lên thì mọi vấn đề thì anh chị không cần phải suy nghĩ rồi. Hyundai Galaxy nhập khẩu 2.0 turbo, quý anh chị thấy yêu chưa? Giá phải nói là cực kỳ yêu thương và hấp dẫn cho cô chú anh chị. Thì cái xe này thì bản thân của em nó, cái đợt trước thì em Trung đã bán ra tới ngoài Bắc rồi, đã cho em nó quay về đầu lại. Thì thật sự là cái xe này anh chị đang thấy phải nói là nhìn nội thất của em nó, yêu chưa? Vô lăng carbon này, lãy số vô lăng này, rất là thể thao, trang bị màn hình Android đầy đủ cho cô chú anh chị rồi. Được cái mẫu xe này thì anh chị cũng cần suy nghĩ rồi. Dòng này thì anh chị mua về chị, được cái anh có gì không? Em nó là hai cửa quý anh chị nha, chạy riêng xe này mà anh chị chạy thì không cần suy nghĩ đâu. Đây tất cả tích hợp xi nhan này. Đó. Đăng kiểm em này thì vừa khám quý anh chị nha, tháng 12 xe này đang đăng kiểm cả năm. Em nó có cái lỗ trên mùi luôn. Đó, cửa sổ trời, tất cả cái đều đầy đủ cho cô chú anh chị. Xe này mà anh chị mua về mà để đi rước dâu nha, đi chơi thì phải nói là rất là yêu luôn. Đấy, form dáng rất dễ thương và đẹp cho cô chú anh chị. Tất cả cái này, quanh năm Lộc Phát, biển số 30 thủ đô Hà Nội, thì xe này phải nói là anh chị đang thấy thật sự là quá đẹp luôn. Tiếp tục vô cái phần nội thất, em nó là chế độ mở cửa một chạm này. Nội thất của em này, anh chị thấy yêu chưa? Quá yêu luôn. Này, từ những táp bi, lấy số vô lăng. Này, em Trung sẽ mở luôn cái phần cabo cho cô chú anh chị luôn. Cái hàng ghế sau này thì nó cũng phải nói là khi anh chị muốn lên á, khi anh chị muốn lên thì anh chị bật cái ghế này ra, đó, chui vô thôi, yêu chưa? Đây, từ những cái tem mạc này, tất cả cái lên cái xe này thì nó không lỗi rồi quý anh chị nhá. Này, tất cả đều toàn bộ là zin hết quý anh chị nhá. Đăng kiểm vừa khám, nên anh chị mua về chỉ việc sử dụng, chỉ việc đi thôi. Trên cửa hàng của em Trung thì bán xe cho cô chú anh chị bao quay đầu, có bảo hành, nên mọi vấn đề không cần là suy nghĩ đâu. Xe này thì em Trung cũng bán mấy lần quý anh chị nhá. Đó, từ những cái cụm đèn. Tiếp tục quý anh chị. Đây, cái hầm máy của em nó đây này quý anh chị này. Máy của em nó chất chưa quý anh chị? Chưa một dấu mở quý anh chị nhá. Máy toàn bộ là zin, chỉ có bụi thôi. Mở giùm cái đèn phát ra. Này, mở cái đèn phát ra anh chị đâu, nhìn nhấp nháy rất sướng, rất đẹp luôn quý anh chị. Này. Yêu chưa? Quá đẹp luôn. Và giá thật sự là phải nói là siêu hấp dẫn luôn quý anh chị. Đây từ những cái tem mạc này, keo chỉ này. Từ những ốc cabo đang toàn bộ là zin quý anh chị nhá. Đây, cái mở cái đèn kìa, bật khóa lên kìa. Cái đèn anh chị đâu, nhấp nháy chưa, yêu chưa? Xin nhan coi. Đó. Quá yêu luôn. Đây em Trung đóng cái nắp cabo này xuống cho cô chú anh chị. Mở đèn đi. Xanh xanh đỏ đỏ tím vàng. Đấy có chị đâu, thật sự là phải nói là cái đèn dưới này nó có bị vô nước nhưng cái này không quan trọng quý anh chị. Mở đèn pha cốt coi. Xi nhan coi.
xi nhan á. Đây, anh chị thấy không, rất đẹp chưa? À, nó chạy phải nói là không cần suy nghĩ. Và giá bán cho cô chú anh chị xe này 345 triệu nha, 345 triệu đó anh chị nha, rất yêu luôn, phải nói là cực kỳ là đẹp rồi. Nên anh chị ngày hôm nay quan tâm mẫu xe nào ngày hôm nay thì alo cho em Trung và tiếp tục quý anh chị, chỉ với 100 triệu thôi, đây quý anh chị, một em Mazda thương hiệu Nhật quý anh chị nha, xe Nhật đồng hoàng 7 chỗ số tự động quý anh chị nha. Thì xe này em Trung đang cho em nó dọn dẹp lại, đánh bát lại cho nó đẹp thôi, là anh chị mua về chỉ việc xài, chỉ việc sử dụng. Đây, nước sơn anh chị đâu, đã làm tất cả cái mới cho cô chú anh chị rồi. Nội thất đây quý anh chị này, đặc biệt quý anh chị nhé, em nó là số tự động 7 chỗ ngồi 5+2 quý anh chị, nên mọi vấn đề anh chị cũng cần suy nghĩ, nó chỉ với 100 triệu thôi. Đăng kiểm em này để em Trung coi, tháng 3 năm 2024 quý anh chị nhé, rất đẹp luôn. Đây, nước sơn thì em Trung đã làm, đã phải nói là trên cái cửa hàng của em Trung thì phải nói là đã làm sơn, là coi như anh chị đâu có cái phòng sơn hấp, sơn sấy này cho cô chú anh chị nha. Sơn là sơn công nghệ quý anh chị nha. Đây, anh chị tao, cái nước sơn này rất đẹp phòng quý anh chị, quá yêu luôn. Tiếp tục cái củ máy, cái máy này em Trung dọn một chút xíu nữa thôi là nó đẹp quý anh chị nha. Thì đây, tất cả cái khi em Trung tháo ra sơn quý anh chị nha, sơn là cũng phải dọn lại tỉ mỉ từng chi tiết quý anh chị, từng những cái tem mạc này, hiểu chưa? Máy này anh chị cũng cần phải suy nghĩ, cái máy này em Trung chưa dọn anh chị thấy khô ráo sạch sẽ không? Số tự động quý chị thật sự là quá rẻ đấy. Anh chị nhìn cái nước sơn của em nó, tại vì cái sơn ở đây là em Trung xài bằng sơn xịn chứ không phải là sơn tàu lao ho lao quý chị nha. Đấy, anh chị là nhìn cái nước sơn rất là bóng luôn. Nội thất riêng cái xe này em Trung mà đã dọn lên thì phải nói là nó rất là đẹp rồi. Số tự động quý chị, xe này đời bao nhiêu ta? 202 phải không? 202, 7 chỗ ngồi quý chị nha, 5+2. Giá bán cho cô chú anh chị chỉ với 100 triệu thôi. Đây, quý anh chị này, yêu chưa? Khoang rộng rãi, ghế đằng sau, tất cả có sao, tại vì em Trung là người thật việc thật và bán xe cho cô chú anh chị, bảo hành bao qua đầu, lên mọi vấn đề anh chị cũng cần suy nghĩ nữa. Khi làm sơn một cái xe của anh chị phải không? Phải tháo ra từng chi tiết nó mới đẹp được quý anh chị nha. Nên khi anh chị mà để trên này mà sơn mà băng bó thì không thể nào nó đẹp được quý anh chị. Một em Mazda 7 chỗ ngồi thương hiệu Nhật mà giá chỉ với 100 triệu. Thì ngày hôm nay tiếp tục qua đằng bên này để quý chị nhé. Xe này em mua rồi, em Trung đã lên sóng và bán 95 triệu. Nhưng ngày hôm nay thật sự là dọn một con xe đẹp về cho cô chú anh chị đi. Cô chú anh chị đi thì thật sự cái xe mà khi em Trung dọn lên, nếu anh chị ở ngoài đời, ở ngoài ấy, nếu mà để dọn một cái xe này 5 triệu không bao giờ được quý anh chị nhỉ, không bao giờ được. Chẳng qua đây làm sao, em Trung tạo công ăn việc làm cho anh em thợ quý anh chị nhỉ. Đây anh chị thấy không, phải tháo ra từng chi tiết như vậy sơn nó mới đẹp được, chứ anh chị để trên nó không thể nào làm nó được đẹp nhé. So với xe cũ mà quý anh chị, à, anh chị phải nói là phải để tháo ra từng chi tiết sơn chứ không phải là để trên nó sơn băng bó lại sơn quý anh chị nhé. Và tiếp tục trở lại câu chuyện ngày hôm nay, anh chị vô thẳng trong ngày tiếp tục. Thì đằng đây quý anh chị này, ngày hôm qua thì em Trung đã mua được một em siêu xe của một hot girl Bình Dương quý anh chị này. Xe này thì đây em Trung quay luôn cái phần máy. Đây có sao thì em Trung cũng chia sẻ quay luôn cho cô chú anh chị này. Một em Kia Morning đời cao 2012 quý anh chị nhé, 2012 Kia Morning 2012 quý anh chị. Đây, giá chỉ với 117 triệu thôi. Xe này ngày hôm qua hôm kia gì đó quý anh chị, em mua tại trực tiếp của một hot girl Bình Dương. Đó, ngày hôm qua thì xe này thì mua truyền hình trực tiếp thì anh chị đã thấy rồi. À, rất đẹp chưa? Được cái bộ mâm bông mai, rất yêu thương, vỏ lốp khá yêu luôn. Đăng kiểm hết, em Trung bao đăng kiểm mới cho cô chú anh chị. Đấy, đăng kiểm hết tháng 5 năm 2023 quý anh chị nha. Nên xe này thì cũng phải đăng kiểm mới lại. Đây quý anh chị, phải nói là rất đẹp rồi. Giá phải nói là siêu hấp dẫn chưa? Thật sự là không có ở đâu mà bán cái mẫu xe mà giá rẻ cho cô chú anh chị như vậy. Đây, tìm đâu ra một mẫu xe đời cao giá rẻ quý anh chị. Kia Morning, thật sự là phải anh chị đâu, từ từ anh chị trải nghiệm cảm nhận cùng em Trung. Nước sơn anh chị đâu, rất đẹp luôn. Giá thật sự là siêu rẻ, 4 cái vỏ còn đều y chang nhau. Gầm em này là mới làm quý anh chị nha, gầm em này là mới làm.
giá thật sự là siêu hấp dẫn, chỉ với 117 triệu thôi quý anh chị, 117 triệu thôi. Cùng theo chân em Trung trải nghiệm phần nội thất của em nó. Đây. Được cái tại vì anh chị không? Ghế ngồi vẫn còn đính kim cương. Đây. Anh chị thấy chưa? Ghế ngồi chưa? Vẫn còn đang còn đính kim cương trên này. Ai anh chị yêu chưa? Thật sự là quá đẹp. Quá đẹp. Kêu chị. Anh chị thử nghĩ coi, bây giờ anh chị đi mua một cái xe máy, một cái xe SH bây giờ là bao nhiêu tiền rồi quý anh chị? Đâu không? Hơn 100 củ rồi. Nhưng em này chỉ với 117 củ thôi. Đấy, quý anh chị đã sở hữu được rồi. Vô lăng, tất cả một cái đầu DVD, cái đầu này thì em Trung gọi là đem về đi. Đó, quý anh chị nhá. Có USB nghe nhạc cho cô chú anh chị. Máy em này thì phải nói là gọi là nó sụt thuộc cái diện là uống xăng gọi là như người rồi. Lên mọi vấn đề anh chị không cần suy nghĩ nhá. Morning đời 2012 của anh chị nha. Giá bán cho cô chú anh chị chỉ với 117 triệu. Tiếp tục quý anh chị, trở lại với câu chuyện đây. Thì xe này em Trung đang đi quý anh chị này. Còn trong nhà quý anh chị nha. Trong nhà nữa, đây. Trong nhà đấy em Trung sẽ quay luôn một loạt cho cô chú anh chị luôn. Đấy, còn trong nhà nữa quý anh chị nha. Còn trong nhà em Trung sẽ quay luôn một loạt. Ngày hôm nay chỉ đi lướt sơ rồi quý anh chị nha. Chứ bây giờ không quay chi tiết, tránh làm mất thời gian của cô chú anh chị. Đây là một mẫu xe Mitsubishi Spark đời 2016. Thật sự là em Trung phải nói là gầm cao, máy thoáng rẻ nhất thị trường, so thị trường xe mới bán hơn tỷ. Nhưng ở đây quý anh chị chỉ với 400 thôi. Anh chị nhanh tay, mạnh dạn, nhanh tay, vận may quý anh chị sẽ tới tìm đâu ra một mẫu xe Mitsubishi Spark đời 2016 mà giá chỉ với 400 thôi quý anh chị. Này, lướt sơ vòng cái xe này Trung đang đi. Dàn vỏ của em nó quý anh chị nhá. Dàn vỏ của em nó là dàn vỏ zin đắt zin 2016 quý anh chị. Đắt zin 2016. Lướt sơ vòng số tự động quý anh chị. Đây. Nội thất của em nó đây quý anh chị, vô lăng này, rất đẹp chưa? Lãy số vô lăng thể thao số tự động quý anh chị nhá. Nội thất thì anh chị không cần suy nghĩ đâu. Xem Trung bán ra cô chú anh chị bảo hành bao quay đầu lên mọi vấn đề anh chị không cần suy nghĩ. Biển số Lâm Đồng ngay chủ ủy quyền quý anh chị nhá. Yêu chưa? Chỉ với 400 quý anh chị, 400 sorry quý anh chị. 2016. Và tiếp tục đây thì rất nhiều anh chị hỏi em Trung là cái mẫu xe 38 triệu quý anh chị này. Em này Daewoo Matiz đời 2003 quý anh chị nhá. Đèn mới này, vỏ lốp mới này, đăng kiểm mới này, sơn mới này, nội thất mới này, cái gì cũng mới quý anh chị. Nhà có mỗi con vợ cũ thôi. Còn riêng cái xe này cái gì cũng mới. Đăng kiểm. Yêu chưa? Thật sự là phải nói là ô tô bây giờ quá rẻ. Rất nhiều sự lựa chọn cho cô chú anh chị luôn. Đấy. Em này có đề nổ startup này, quý anh chị yêu chưa? Phải nói nó thật sự là cửa nèo tất cả cái. Nội thất mới quý anh chị thấy nhiều, cái gì cũng mới hết. Mà giá chỉ với 38 củ khoai quý anh chị. Tìm đâu ra? Đây. Đập vào mắt anh chị, vỏ lốp mới chưa? Đấy. Nên anh chị ngày hôm nay quan tâm mẫu xe nào? Alo em Trung, tiếp tục quý anh chị. Đây, trước tiên thì em Trung sẽ đi một vòng quý anh chị nhá. Và đây thì anh chị đang thấy cần tìm thấy một mẫu xe bán tải UAT đến từ Nga. Em nó là máy dầu hai cầu quý anh chị. Dành cho anh chị nào muốn vượt, muốn gọi là thích đam mê, gọi là muốn sở hữu một cái dòng độc lạ hiếm có. Hiếm. Một em UAT quý anh chị 2016 máy dầu số sàn quý anh chị, rẻ, rẻ, rẻ. Quá rẻ luôn. Sơn zin còn khá nhiều. Đăng kiểm vừa khám chỉ với 250 triệu quý anh chị, 250 triệu. Đây, nội thất của em. Trần em nó. Toàn bộ là zin hết quý anh chị. Cửa nẻo chắc nịch. Đây. Anh chị nhìn không? Yêu chưa? Rất là cao, thoáng, rộng rãi. Xe này thì anh chị đừng hỏi em Trung lỗi lầm gì không. Đây quý anh chị này. Đấy. Đăng kiểm tháng 7 năm 2024. Đây quý anh chị nhỉ. Thật sự là một cái mẫu xe gầm cao. Riêng nói để nói tới Liên Xô Nga thì anh chị cũng cần suy nghĩ này. Giá chỉ với 250 triệu thôi. Đây. 2016 máy dầu quý anh chị nhỉ. Được cái biển số rất đẹp luôn. Đây, và tiếp tục trở lại câu chuyện một mẫu xe 7 chỗ ngồi. Rất nhiều anh chị hỏi em Trung là 7 chỗ ngồi xe này có giảm được nữa hay không. Mitsuyuli, đèn cột, lốp treo, form mới, mẫu mới, cọp. Em Trung gọi bằng cọp quý anh chị.
Một em này thì trên thị trường anh chị ạ. Bộ tem zin còn nhá. Nếu cái xe này hầu như để mà cái dòng Jolly này để nói tới bộ tem zin thì thật sự là rất là hiếm quý anh chị. Đây. Anh chị nhìn từng option này. Cái xe mà đã làm quý anh chị nhá. Nếu mà đã làm sơn thì những chỗ này nó sẽ dính này. À, rất đẹp luôn. Thật sự là một mẫu xe hiếm có trên thị trường. Đăng kiểm tháng 8 năm 2024 quý chị. Hiểu chưa? Lướt sơ vòng cùng theo chân em Trung. Lướt sơn zin còn khá nhiều luôn. Máy chưa ra trắng bóc quý anh chị nha. Phải nói là riêng cái em Trung dở cái máy lên thì anh chị coi video đằng dưới YouTube. Cái xe này cái máy nó trắng bóc vào quý anh chị. Phải nói là quá đẹp. Đây, anh chị nhìn cái nước sơn của em nó thì anh chị đã thừa hiểu rồi. Cái xe nó đẹp đẹp từ trong ra ngoài quý anh chị nhé. Nên mọi vấn đề thì anh chị không cần suy nghĩ. Đây, anh chị mở cửa vô lăng này. Thì hầu như toàn bộ quý anh chị nhé. Cái vô lăng người ta đã sơn rồi này, nó sơn mòn này. Anh chị nhìn từng cái vân gai này, tất cả cái này, này logo là thương hiệu chứ. Trang bị màn hình Android, cam màn hình đầy đủ cho cô chú anh chị. Xe này anh chị mua về chỉ việc sử dụng là đi thôi. Đẹp chưa quý cô chú anh chị. Này, bù loa ngoài vít đang còn vàng gươm, chưa giống hả? Chắc nực luôn, thật sự là nếu mà để sở hữu một mẫu xe này mà khi anh chị sở hữu quá. Riêng anh chị để tìm một cái xe này, nó như thế này thì em Trung dám cam kết khẳng định cho cô chú anh chị rằng rất là hiếm. Đây, từ những cái sơn zin này, từ những tem mạc này. Đây, anh chị được cái gia chủ xài rất kỹ chứ. Đằng dưới này chỉ có mòn mòn chút xíu này thôi. Thật sự là phải nói rồi. Một mẫu xe để dành cho cô chú anh chị siêu tầm. Siêu tầm quý anh chị nha. 125 củ khoai. 125 củ. Bớt cho cô chú anh chị 5 củ. Còn 120 củ quý anh chị nha. Tiếp tục trở lại quý anh chị. Đây. Và trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Đằng bên đây thì anh chị đang thấy một mẫu xe Mitsubishi V43 quý anh chị nha. Dành cho cô chú anh chị về off-road địa hình. Trèo đèo lội suối. Nếu mà thật sự là anh chị muốn sở thích, muốn đam mê em nó. Đây. Dàn vỏ của em nó thì anh chị đang thấy dàn vỏ mới này. Nội thất tiếp tục quý anh chị. Anh chị cũng cần suy nghĩ này. Đây, từ những táp bi, từ những tem mạc phải nói là thật sự cửa nèo. Cái dòng này thì xe này em Trung đã có video chi tiết rồi. Anh chị cứ quan tâm mẫu xe nào ngày hôm nay chụp hình gửi qua Zalo cho em Trung quý anh chị nha. Yêu chiều quý anh chị. Quá yêu luôn, thật sự là xe bây giờ, ô tô bây giờ quá rẻ quý anh chị. Mitsubishi dành cho cô chú anh chị về off-road địa hình à, đi chơi thì phải nói là rất là sảng khoái rồi. Muốn cảm nhận, muốn cảm giác của em nó. Tại vì sao rất nhiều người săn lùng cái xe này của anh chị? Tại vì em nó xài V43. Cái hàng này là hàng full, hàng kịch của anh chị. Full kịch rồi. Em nó xài đằng sau là lò xo phục nhún của anh chị nhé. Chạy rất là bồng bềnh và êm ái luôn của anh chị, yêu chưa? Biển số Lâm Đồng. Đây của anh chị. Đăng kiểm này Tháng 7 năm 2024. Đấy, 145 triệu. Đây thì chẳng hạn như anh chị đang cần tìm cái mẫu xe Innova này. Xe này em Trung chưa dọn xong quý anh chị nhé. 208 chỉ với hơn 100 thôi. Và đằng trong đây quý anh chị. Nên anh chị nào muốn sở thích cái thằng UAT này. Nếu mà anh chị muốn nào, anh trai nào muốn đam mê em này UAT quý anh chị nhé. Nó là xe rep ạ. Rep này rep cao của em thanh lý của cơ quan ra. Đâm ra là form mới, đèn vuông quý anh chị nhé. Nên là anh chị nào muốn quan tâm, muốn sở hữu em nó, đam mê đồ chơi, alo em Trung, giá rất yêu thương. Và tiếp tục. Xe này thì vừa mới mua đâu về, như là anh em nó đang cho để kiểm tra gầm ghiếc rồi dọn dẹp lại quý anh chị nhé. Mazda 626 chưa có giá. Và đây tiếp tục trở lại những mẫu xe dành cho cô chú anh chị về đi ngay. Một em Innova G206. Đây. Vỏ lốp thì thật sự là cái xe này em Trung đã có video chi tiết rồi. 185 triệu thôi. Đây, anh chị đã sở hữu được một mẫu xe này. Thật sự là anh chị thử nghĩ cái ô tô bây giờ nó quá rẻ. Cái xe này anh chị về đi gia đình chạy dịch vụ cũng ok, không cần phải suy nghĩ đúng không quý chị? Thật sự là phải là tìm đâu ra một cái mẫu xe quý chị, đẹp chưa? Rất yêu luôn. Cái dòng Toyota này thì anh chị chạy không cần phải suy nghĩ tới em nó rồi. Lành, bền, tiết kiệm, sửa chữa cũng dễ nữa quý chị. Những mẫu xe trên cửa hàng của em Trung thì bán ra cho cô chú anh chị có bao quay đầu, có bảo hành, nên mọi vấn đề thì anh chị không cần suy nghĩ. Và đây tiếp tục quý anh chị này.
Một em Mazda 323 quý anh chị nha. Nhập khẩu. Bản đồ. Cái dòng này thì anh chị chạy thì không cần phải suy nghĩ tới em nó rồi. Giá chỉ với 60 triệu thôi. 60 triệu thôi quý anh chị. Đây. Vô lăng 4 chấu này, trang bị màn hình Android này. Cam hành trình đầy đủ cho cô chú anh chị rồi. Giá chỉ với 60 triệu thôi quý anh chị. Yêu chưa? Thật sự là phải nói là ô tô bây giờ quá rẻ luôn. Đấy. Nên là ngày hôm nay thì anh chị có quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung, chẳng hạn như anh chị đang cần tìm những mẫu xe tập cháy, tập chạy, tập lái quý anh chị nhá. Trang bị màn hình Android, cam hành trình đầy đủ cho cô chú anh chị rồi. Nên là nhiều khi những cái xe mà rất nhiều anh chị hỏi cái xe này đã sơn lại chưa? Đấy. Đã làm máy chưa? Thì xin thưa rằng quý anh chị, đời này không làm thì anh chị về chỉ có đi bán sắt vụn thôi nha. Nên cái xe này tất cả một cái thì đã làm đầy đủ cho cô chú anh chị rồi. Nói chung là dọn đẹp sạch sẽ lại hết rồi. Máy có làm rồi, sơn có làm rồi quý anh chị nha. Là anh chị mua về chỉ đi thôi, không cần phải làm bất cứ thứ gì nữa. Giá chỉ với 60 thôi. Và đây thì tiếp tục quý anh chị này, một em Toyota nồi đồng gối đá quý anh chị. Vios. Thì cái dòng này phải nói là nó siêu tiết kiệm, siêu bền bỉ, siêu lần quý anh chị nha. Nên là giá thật sự là chỉ với 100 triệu thôi. Cái dòng Toyota này, à, anh chị thấy yêu chưa? Cái nội thất tất cả cái thì phải nói là thật sự là ô tô bây giờ nó rẻ thì cũng phải theo thị trường thôi quý chị. Đây, yêu chưa? Đây là ngày hôm nay thì anh chị cứ quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung và chẳng hạn tiếp tục quý anh chị. Hàng độc, hàng hiếm, hàng cọp cho cô chú anh chị này. Một em Volkswagen. Đây em Trung sẽ quay luôn cái củ máy của em nó này. Anh chị thấy yêu chưa? Sạch sẽ, gọn gàng. Tất cả mọi chức năng đang đều hoạt động quý anh chị nha. Bộ mầm rất đáng yêu luôn. Và tiếp tục đăng kiểm em này tháng 6 năm 2024. Em này nó là Volkswagen. Đó. Anh chị thấy không? Phàm dáng này. Logo thương hiệu này. Đấy. Biển số Lâm Đồng, ngay chủ ủy quyền. Lướt sơ một vòng cùng theo chân em Trung. Dàn vỏ này, bộ mâm rất đáng yêu. Xe này đăng kiểm vừa khám quý anh chị nha. Đây anh chị nhìn cái nội thất của em. Độc đáo, độc lạ quý anh chị. Mỗi anh có một kiểu, mỗi anh có một dòng khác trong quý anh chị. Đây. Giá bán cho cô chú, anh chị nhìn được ổ khóa này. À, thật sự là quá rẻ luôn. Chẳng hạn như anh chị thích cái hàng độc, hàng hiếm. Đây. Anh chị thấy yêu chưa? Thật sự là nó quá rẻ luôn. Một em Volkswagen quý chị nha. Bán cho cô chú anh chị siêu tầm, đam mê, chơi, thích đồ cổ. Chỉ với 100 triệu quý anh chị. 100 triệu thôi. Tên của em đó này. À. Anh chị thấy không? Đẹp không? Đây là ngày hôm nay thì phải nói là thật sự anh chị cứ cần quan tâm mẫu xe nào alo cho em Trung. Và giá thật sự siêu, những mẫu xe siêu rẻ cho cô chú anh chị. Đó thì thôi, cuối video thì một lần nữa cho em Trung kết thúc cái video tại đây. Và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo. Nhớ đừng quên cho em Trung xin like, đăng ký, bấm chuông. Tiếp tục xem nhiều xe cập nhật vừa cửa hàng nhé.